Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 4 tháng 12 năm 2019. Thì trên màn hình quý vị chúng tôi vừa hoàn thiện xong một chiếc kệ TV. Đây là một mẫu kệ mới và chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của anh Khỏe tại Mỹ Đức, Hà Nội. Anh khách hàng rất quen thuộc và đã đặt chúng tôi rất là nhiều sản phẩm hàng VIP rồi. Thì chiếc kệ này chúng tôi làm theo mẫu mà anh yêu cầu. Chiếc kệ TV này thì tôi xin giới thiệu là có sử dụng chất liệu gỗ hương đá, có kích thước dài 2m45, cao 90 và sâu 55. Toàn bộ phần cánh để trơn hết và bao gồm có 4 cánh và 2 ngăn kéo. Thì có 2 cánh ở giữa là anh để anh lắp kính và anh để âm ly làm khá rộng. Còn hai bên là 2 cánh trơn. Có bên dưới có ngăn kéo quả dưa. Đó, tổng thành sản phẩm đấy, còn tôi đi vào đường chi tiết hơn thì quý vị thấy là toàn bộ sản phẩm này thì được chúng tôi chọn gỗ làm rất là đẹp, chất liệu gỗ hương đá Nam Phi nhập khẩu, hàng dày dặn. Còn ván mặt là anh đặt là ván mặt liền tấm. Đây là vân gỗ hương đá quý vị nhé. Chất gỗ hương đá này được khách hàng sử dụng rất là nhiều. Giá cả thì cũng hợp lý mà có đặc tính gỗ là rất là bền, tốt, không mối mọt cũng như là nứt nẻ. Thì chiếc kệ này anh làm khá đơn giản thôi, nó trơn vàng như vậy. Chúng ta sử dụng thì sẽ lau chùi nó cũng rất là dễ. Đây là tổng thể của chiếc kệ quý vị này. Đó. Cái phần cánh thì chúng tôi hiện tại là vẫn chưa lắp tay nắm, mà tôi chỉ bắt tạm một cái vít đấy để chúng tôi kéo ra kéo vào cho dễ thôi. Tôi vẫn chưa bắt khóa và tay nắm. Thì mọi người ai có nhu cầu muốn sở hữu chiếc kệ TV hàng thửa như của anh Khỏe tại Hà Nội này thì có liên hệ với xưởng ở đầu gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 50086 nhé. Cơ sở có địa chỉ ở tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của chiếc kệ TV này bên dưới phần link mô tả tại website đồ gỗ tùng8.com để mọi người có thể xem được chi tiết hình ảnh sản phẩm hơn. Đó, rất là hàng trơn thôi, rất là đẹp. Anh không thích là đục chạm quá cầu kỳ. Rồi, xin chào mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.